Mỏi gối ù tai thì có liên quan đến thận yếu phải không? Cái đấy là về cơ bản thì nhiều người nói là đúng, nhưng thực ra thì nhìn ở nhiều góc chúng ta không thể nói như vậy được. Một cầu thủ chỉ chơi được 90 phút hôm nay phải chơi 120 phút thì cũng rất dễ bị chấn thương, đau gối, cũng ù tai, thậm chí còn có cả gì chuột rút nữa, mất hết cả vi chất. Một người lao động quá nặng, làm quá mức ấy, thì cũng dễ dễ uể oải và gọi là làm gọi mờ mắt hay ù tai có. Hoặc là một người mà già thì mỏi gối ù tai mà có phải thận không, nguyên không đâu người nguyên thận, lục phủ ngũ tạng nó suy yếu rồi nhé. Đấy, còn một người nữa là gì, một loại người là gì, trẻ ở cái tuổi lao động đấy mà tự nhiên có dấu hiệu là đau lưng, mỏi gối, ù tai, đi tiểu nhiều hoặc là đi tiểu đêm nhiều thì mới kết luận là thận yếu nhé. Nói chung là cái đấy phải nhìn được nhiều góc độ thì mới trả lời được. Tuy nhiên là nếu mà muốn mong muốn điều gì hoặc là muốn gì nữa thì các anh chị còn vào đây ghi thật kỹ các triệu chứng thì biết được rõ nhé. Xin chào.